Dạ em mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình tìm kiếm người thân của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, trước mặt quý cô chú anh chị đây là hình ảnh của người làm cha và người làm mẹ từ một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con. Và câu chuyện như thế nào thì em xin kính mời tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe theo dõi hết video này. Dạ em xin phép xin mời. Dạ rồi em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nhá. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu hai vợ chồng anh chị tên là gì và đến từ đâu? Em tên là Trần Thị Thúy. Chị Thúy mẹ, hả? Mẹ của bé Nguyễn Trần Thi Vi. Quê chị là ở đâu? Quê chị ở Sóc Trăng. Sóc Trăng ha. Hiện tại là chị đang ở đâu? Chị ở Củ Chi. Dạ. Còn anh trai? Anh trai là Nguyễn Thành Tấn. Dạ. Quê ở Sóc Trăng. Dạ. Hiện tại đang tạm trú ở Củ Chi để đi làm công nhân. Dạ. Là hôm nay cả ba và cả mẹ về đây để nhờ tìm con. Câu dạ. chuyện tìm con của gia đình nhà mình như thế nào thì em xin phép mời mẹ chia sẻ ha. Mẹ của bé chia sẻ đi. Mời chị. Tại vì con á, nó thấy mẹ gia đình khổ quá. Cha thì mới gãy tay. Rồi qua tới mẹ chạy xe cái bị tụt huyết áp á, cái té gãy chân, rồi quay cái con đi bán công nhân á, bán dạo á, rồi cũng té, rồi em nó thì bệnh, nhà có ba đứa con, nó là con gái lớn, cái nó thấy vậy, cái mình làm ăn rồi trước giờ làm ăn thua lỗ á, làm ăn thất bại, rồi cái thiếu nợ nói chung là cũng có thiếu nợ, tại vì nhà cuộc sống nó nghèo mà, nó đã gia vô một cái gì nghèo vướng rồi cái nó là nó kéo dài theo vậy đó, rồi cái người ta lại đòi đồ này kia nọ, cái con nó thấy vậy nó xót mẹ, cái nó tìm việc làm, nó cũng đang làm công nhân nhưng mà nó nghỉ, nó gãy chân cái nó nghỉ á, rồi nó ở nhà nó chăm em, thương cho rồi. Cha với mẹ đi làm ca đêm ca ngày vậy đó, rồi cái nó nói thôi để con đi làm phụ mẹ, cái nó đăng lên mạng á, nó tìm việc, cái lên mạng á nó thấy người ta trả tháng mười mấy 20 triệu nhưng mà đi không vắng á, không vắng là kêu nó đi làm á, là chiều về à, không vắng trước nếu được, nếu người ta làm được thì người ta cho nó ứng trước 3-4 tháng gì đó. Rồi đó người ta mới chở nó ngược về nhà để cho nó dọn đồ nó đi. Đi lên chả năng ở nhà người ta luôn. Rồi người ta cho xe lại rước nó đi á. Mà đi từ hôm qua nay tới giờ chưa thấy con đi về. Con gái nhà mình, chị nói lại tên là con gái nhà mình tên là gì? Tên Nguyễn Trần Thúy Duy. Nguyễn Trần Thúy Duy. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Bé mới 19 à. 19 tuổi. Khi đi phỏng vấn ấy thì bé có thông báo cho ba mẹ biết không? Chị có nói với mẹ thôi, không dám nói với cha. Nói với mẹ. Nói là, với mẹ. Là làm công việc đấy ở đâu? Ở trên Tây Ninh á. Ở Tây Ninh. Công việc là gì? Công việc là bán shop quần áo với làm trên laptop á. Bán shop quần áo, bán online hay là bán ở cửa hàng? Online. Bán online ha. Tháng là cụ thể là bé nói là tháng bao nhiêu tiền? Bé nói mười mấy chứ bé không có nói là bao nhiêu. Và bên người ta thì sẽ cho ứng trước mấy tháng luôn. Dạ. Khi chị nghe được cái thông tin đấy thì chị nói với con sao? Chị nói thôi con ơi, chắc không có gì đâu con. Thôi con ở nhà con gắng phụ mẹ đi. Dạ. Con coi mẹ, coi em đi cho cha mẹ cài. Nó nói dạ. không sao đâu mẹ ơi, con đi chiều nếu được á, là người ta cho con ứng, con đem về mấy chục triệu cho mẹ trả cho người ta, cho mẹ người ta đừng có chửi mắng mẹ nữa. Dạ. Đừng mẹ đừng, người ta đừng có lại, người ta làm khó làm dễ mẹ, làm chửi mắng. Mẹ yên tâm đi, con không lo cho mẹ được. Vậy là khi mà nghe con nói vậy, chị quyết định cho con đi. Chị đúng cũng mà. Không cho, nhưng mà con nó thuyết phục quá. Nó nói mẹ á, con đi trong vòng 2 giờ con về tới rồi. Lúc đó ông xã của chị ở đâu? Anh làm. Sao mình không gọi điện mình bàn bạc với ông xã? Về nó cũng hỏi cha nó, mà cha nó nói là đã không cho rồi. Tức là trước lúc đấy là hỏi rồi. Hỏi rồi, cha nó không có cho. Sáng ông chuẩn bị đi làm, ông bới tô cơm nguội ăn à. Ông còn nói con ơi, đừng có đi. Vậy là cha đã biết trước rồi, cha đã cản rồi.
Nhưng mà mẹ thì không biết à, mẹ thì bị sức không, thuyết phục chị của con. Tin người mà, tại vì có người chủ đã điện cho chị luôn mà. Chị đã từng xem các câu chuyện về việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội chưa? Chị ít coi lắm, chị lo làm với ba con có xem cái chưa? Không có từng xem trên TV. Ba có truyền tải cho con không? Có, truyền tải rất là nhiều. Truyền tải cho con rất nhiều, trong khi đó giáp sáng lại trước khi đi làm lại có dặn dò, căn dặn con thông tin nó không đáng tin cậy, bởi vì không đó, có việc gì dễ kiếm đó, tiền đâu con. Đúng rồi, ba đã truyền tải cho con rồi. Mà con nhìn lại điển hình của cha, cha làm quần quật nguyên cả 12 tiếng được bao nhiêu? Trong ngoài 200 ngàn à. Mà bây giờ có cái những cái đồng lương mà cao như vậy mà làm việc nhẹ là không có, thật sự thật không có. Ảo, cái đó là ảo, cái đó là đánh vào lòng tham rồi nhá. Nhưng mà con lại không nghe. Đúng ra là chị là phải gọi điện báo cho chồng chị biết hoặc là về bàn bạc đàng hoàng. Bởi vì chị chưa từng xem nhưng mà ông xã của chị đã xem về cảnh giác việc nhẹ lương cao rất nhiều rồi. Bây giờ em sẽ phân tích cho chị hiểu ha. Thứ nhất, bán số quần áo. Năm nay là một năm kinh tế tình hình khó khăn chung. Đúng ạ. Khó khăn rất nhiều về vấn đề kinh tế, kinh doanh. Tất cả nói chung là tình hình chung á. Làm công việc gì cũng khó khăn hết. Nên bán quần áo không có cái bán shop nào mà đi thuê nhân viên về. Mà một tháng mười mấy triệu mà lại cho ứng trước một lúc mấy tháng hết. Đúng ạ. Không có shop nào hết. Mình thấy, mình nghe là mình thấy ảo tưởng rồi đó. Là mình thấy là mình đặt câu hỏi cho là mình phải nghi ngờ. Bán quần áo em nói thật, bây giờ phụ bán giỏi lắm, tháng được mấy triệu bạc thôi, 5-6 triệu, 6-7 triệu là cao. Người ta có thể là người ta nuôi ăn nuôi ở đây luôn. Người ta có cho ứng thì cho ứng giỏi lắm là 2-3 triệu, 3-4 triệu thế thôi. Bởi vì sao? Người ta biết được rằng là con nhà mình có làm được việc không. Nếu thật sự là cái shop đó thật sự nhá, người ta biết được con mình làm được việc không, và cái mức kinh doanh của người ta có thu nhập được bao nhiêu đâu, được, nói chung là được kết quả tốt không, mà người ta cho con mình ứng như vậy, đúng không ạ? Đúng ra chị lúc đấy là kiểu chị nợ nần nhiều quá, đúng không? Dồn dập quá nên mà mình chị không có gì nghĩ tới. Mình không nghĩ tới, đúng không? Tại vì chị cũng nghĩ đơn giản lắm. Chị nghĩ là cũng như gần Tết á, người ta cần bán ngày bán đêm. Do đó người ta nói là cũng như bao ăn bao ở tại nhà người ta luôn chứ không có đi về. Shop quần áo thuê nhân viên. Chị cũng chưa từng biết làm cái đó, thành ra chị không có hiểu. Đặc biệt là con nhà mình chưa có một cái kinh nghiệm thâm niên gì về bán quần áo hết. Không bao giờ có một cái giá nào, một cái mức lương mà cao chất ngất trời mây như vậy hết. Nhiều người công nhân họ làm mười mấy năm trời, lương giỏi lắm, bây giờ 11, 12 triệu là cao. Anh làm bao nhiêu năm rồi? 14 năm. Mức lương của anh bây giờ là bao nhiêu? Được 12, 13 triệu không? Được. Thì đấy, 14 năm trời mức lương mới được như vậy. Mà làm 12 tiếng đúng không ạ? Làm 12 tiếng đúng không? Chị là chị bị kiểu bị áp lực nhiều phía, chị bị lú đúng không ạ? Nhưng mà tiếc rằng là anh trai có cản con, nhưng mà con vì nhìn thấy cái cảnh hoàn cảnh cha mẹ đúng không? Ô, người ta đính nhà người ta xiết nợ luôn hay sao ạ? Đúng rồi, người trời ta đính nhà ơi. Người ta la làng, người ta đã có mặt nó chứng kiến mà. Người ta la, người ta đập cửa đập đồ. Trời cái ơi. Cái nó mới nói không? Thôi mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con lớn rồi, con hiểu chuyện rồi, con gắng đi làm lo. Cái khoản nợ đấy chị có thể chia sẻ được không? Là mình nợ sao, mình nợ? Thì nói chung đó là làm ăn hồi trước tới giờ cũng khó khăn. À, nợ nhiều không chị? Nợ thì nói chung cũng nhiều. Nhiều ha. Bây giờ mình không có khả năng đúng không? Đúng rồi. Con nó thấy nhẹ, nó thấy thương. Thật sự mà để cho bé phải chứng kiến cái cảnh đấy thì rất đúng đau rồi, lòng chị bởi vì con chứng kiến được, bởi vì bậc làm con mà chứng kiến cái cảnh mà người ta tới nhà người ta gọi là đập phá đồ trong gia đình, mà người ta sỉ nhục ba mẹ, sỉ nhục mẹ. Chị nó lướt cái điện thoại nó thấy mà nhắn tin rồi nọ, đau mà lòng nói rồi. Nặng nói nhẹ chị nó nhìn ra nó. Và rồi từ đó, từ cái vấn đề của gia đình, bà con lên mạng để tìm việc làm và thấy công việc là ở Tây Ninh bán xúc quần áo. Đúng rồi. Và về xin phép mẹ. Con tự đi hay là ai tới nhà đón? Có người ta chủ shop cho, người ta nói người ta cho tài xế xuống đón. Là đi xe hơi hay là xe máy? Xe hơi tới đón luôn ha. Ừ. Mình có camera giám sát ở nhà không? Có camera nhưng mà không có quay cả lộ được, chỉ quay trong nhà coi mấy chị em đó thôi à. Vậy là con là khăn gói lên đường, cái lúc đấy là chị có nhà không? Có,
Là chị mình... ở nhà chị mấy cũng... Là mình soạn đồ cho con đi luôn hả? Không, nó chỉ có mặc bộ đồ, nó đi phỏng vấn một... có một ngày à. Đi chiều về thôi à. Trời ơi. Chứ phải mà nó đi một bộ đồ với cái điện thoại vậy thôi. Rồi có lúc đi á là chị đã nói nên đi tới Củ Chi á, chị mình tự nhiên chị mình nói thôi con ơi kêu chú dừng hỏi con có sao không, bị nó hay xin xe. Nó nói mẹ ơi con mắc gói quá. Nó thôi con ơi vậy con kêu chú dừng xe con bắt xe gáp về đi. Lúc, đừng có đi nữa con ơi. Lúc đó muộn rồi. Lúc đó đã muộn rồi đúng không ạ? Cái nó nói không con không sao đâu mẹ ơi. Con không sao đâu. Rồi mình... nó bạn định vậy được lên tới thì Ninh cái mất tích luôn đúng không? Cái bắt đầu nó mất tích cái chị mới nhắn tin về hỏi. Ủa con ơi, sao mẹ thấy con đứng một chỗ một tới nơi hả con? Cái nó nhắn lại nên nói con hết 3G rồi mẹ ơi. Nói vậy đó. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, rất thương bé ha. Bé là không, vì bé là vì chữ hiếu, vì gia đình, vì thương ba mẹ, thương các em nên bé mới là quyết tâm quyết định đi để làm kiếm tiền về để cho ba mẹ trả nợ. Mà tới giờ phút này thì sự an toàn của bé đang rất là nguy hiểm. Mình còn liên lạc được với con không? Không, chị không liên lạc được rồi. Vậy là lên Tây Ninh là mất liên lạc luôn. Luôn. Trước giờ con ở nhà là con ngoan không? Ngoan lắm, đi làm tháng 3 triệu về đưa đủ cho mẹ 3 triệu cả bán thương lương luôn vậy. Xin chỉ có 20 ngàn về để mua bánh cho em nữa thôi. Trời ơi, xin 20 ngàn để mua bánh cho em. Chứ chưa bao giờ mà bước chân ra khỏi trời nhà ơi, một người chị hai rất là mẫu mực. Bởi con chị vậy chị mới tức, chị nói có đông bạn bè không, có bạn bè gì không con nhà mình? Không có ai, Trang ơi. Ở đó vậy? Ở Sài Gòn mười mấy năm vậy chứ chưa có biết cái suy tiền hay chưa có biết người làm sen gan sao chứ. Dễ thương vậy hả? Nhà dân quá thiếu gì nghe Củ Chi cũng không biết đi chỗ nào nữa. Trời ơi, vậy là làm được một đồng là đưa ba mẹ một đồng. Sinh chỉ sinh mẹ là 10-20 ngàn để mua bánh cho em. Mua bánh cho em với chai xịt tin thôi chứ á. Không phải là để xài tiêu xài cho bản thân. Mà tới giờ phút này chị có nghĩ rằng là con nhà mình đã bị sập bẫy không? Chị không nghĩ vậy mà chị cầu trời với nhờ cộng đồng mạng với bên anh Hải anh chị em giúp đỡ cho chị để gặp con chị, có gặp được người tốt cứu con chị đi về. Chị nghi ngờ vậy đó, chị cũng chị có cái một cái linh tính linh cảm gì là con nhà mình sẽ gặp điều xấu. Đúng rồi, chị đúng có rồi. Cái linh tính lúc nó đi tới Củ Chi là chị đã linh tính rồi. Nhưng mà tại vì con chị cái thằng nhỏ nó đang sốt, thằng nhỏ nó mới có 1 tuổi rồi nó đang sốt nữa. Rồi cái chị lo con chị xong rồi chị cũng khóc nữa. Chị nghĩ chị đã linh tính, chị nói con ơi bác cái khắp về đi con. Mà sự thật là hiện tại trong người chị nói thiệt luôn, chị không có 1 ngàn trong túi ngày hôm qua luôn á. Con bệnh chị không phải kêu anh chạy tiền về mua thuốc cho con. Con chị đi không có 1 ngàn trong túi luôn. Mà cái cười chủ nói không sao đem lo cho cháu được hết trơn á. Rồi tới nó về đi rồi em cho nó ứng tháng là đang lương về. Nó lừa đấy. Chị tin người đó, nó lừa đấy. Nó nói là nó lừa mình đấy chứ làm gì có cái chuyện như vậy được. Chị đứng mà chứng kiến con chị đi vậy đó. Bây giờ không biết con như thế nào. Vậy là con nhà mình là tìm là trên trang Facebook. Chị không biết, nó liên lạc chị con không à. Không, cái lúc mà tìm việc làm cơ mà là tìm ở Facebook hay tìm ở đâu? Facebook, Zalo gì đó chị không gặp Facebook nữa. Rồi chắc vào cái trang tìm kiếm việc làm rồi. Chị đau cái gì à? Kêu con về lúc đó là hai đứa ở nhà, đứa nhỏ nó bệnh. Con nhà mình đi cụ thể là ngày hôm qua. Gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? 24 giờ công an bên như làm. Rồi bây giờ em bảo này, đủ 24 giờ ra trình báo cơ quan chức năng công an liền nhá. Nhanh và luôn, không để chậm trễ nữa nhá. Bởi vì cái sự việc này không hề đơn giản như chị và anh nghĩ đâu. Không hề đơn giản đâu nhá. Có thể là con nhà mình tới giờ phút này đã gặp người xấu rồi đấy. Em nói nghiêm túc đấy. Không hề đơn giản đâu nhá. Rồi trên cái video này này, chị có điều gì chị muốn tâm sự với con này. Chị em muốn tâm sự gọi tên con ra đi. Vì ơi con về nhà
Con đừng có quan tâm gì hết, mẹ lo, mẹ gắng cài để mẹ lo, mẹ không có cần tiền gì, không mới cần, không cần cái gì nữa, mẹ chỉ cần có con thôi, con về với mẹ với cha đi con ơi, con thấy được hay ai cứu con được, con cứ về với cha, mẹ với cha đi, mẹ chỉ cần con thôi, mẹ không có cần gì nữa hết á. Chị đang sợ nhất con mình gặp điều gì? Chị sợ nhất là nó, chị nghe nói là nó bán nội tạng hay là nó bán quà cam hay là quà Trung Quốc gì đó, chị cũng không biết nữa, chị không dám nghĩ tới gì hết á. Còn anh trai có điều gì muốn tâm sự với con, gọi tên con ra đi. Vì ơi, về đi con, cha của mình con à. Dạ con mình con gái. Vì là cha chết chứ không không nổi đâu. Có mình con gái à. Hồi nhỏ nó té dưới sông á, mà ổng xỉu lên xỉu xuống luôn. Hồi hôm á ngồi trước cửa ngồi ngoài lộ á, chị gắng cố gắng bình tĩnh, chị ra chị nói anh ơi thôi vô đi, không anh ngồi anh chờ con anh về, con anh về không ai rước nó, anh chờ con anh về mà. Trời ơi mấy người mà có bắt con tôi đổi mạng tôi đi. Con tôi về đi trời bạc ơi, cầu nguyện ông trời giờ độ cho con, ông về con giảm tuổi thọ con cũng chịu nữa. Tội anh nói mình đứng ở ngoài sân anh quyện trước lại trời, anh nói dầu nguyện cho con ngồi về đi, con giảm tuổi thọ con cũng chịu nữa, miễn sao con về với cha với mẹ là được rồi. Chị thì cũng ôm gối ôm áo con, chị cũng khóc khuya ơi mẹ xin lỗi con. Mẹ muốn cho cuộc sống của tụi con sung sướng, mẹ mới làm đầu này đầu kia chứ, mẹ cũng lôi làm ăn vô tình để cho con lớn, con chứng kiến những cái cảnh mà mẹ cha thiếu hụt để con hy sinh như vậy. Mẹ không có cần nữa đâu, mẹ không có cần gì hết đó. Mẹ chỉ mong con về thôi. Em nó cũng ngồi khóc nữa. Hay Di ơi, hay Di về với bé Toàn đi. Hay Di ơi, Di đi sao đi không về. Về đi bé Toàn không dám cãi hay Di nữa đâu. Rất thương, rất thương. Nó ngồi nó khóc, nó kêu hay Di ơi, về đi bé Toàn không dám cãi hay Di nữa đâu. Từ xưa giờ con không có đi ra khỏi nhà. Chị có điều nào chị muốn cầu cứu tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước không? Mời chị. Chị em cũng cầu mong cô bác từ trong ngoài nước thương cho hoàn cảnh cuộc đời của vợ chồng con cũng vì nghèo khó mà tình người như vậy, để con đi như vậy. Thì bà con cô bác trong và ngoài nước mà có gặp được con hãy cứu vớt cho con cái về, để nó gặp cha mẹ, về cùng gia đình với cha với mẹ với em đó thôi. Con là một đứa ngoan chứ không có phải ăn chơi hay là gì hết á. Nó là ngoan nhất nhà luôn, nó không có ăn chơi như người con người ta đâu. Ba nè ba, anh trai á, anh có điều gì muốn nhờ bà con cô bác giúp đỡ gia đình nhà mình không? Tôi tên Nguyễn Thành Tấn, là người để tìm con đó, mong quý ông bà cô bác cộng đồng mạng hãy chia sẻ để nhắn tin tìm con về. Giờ tôi không biết làm sao hết trơn á, mong cộng đồng mạng giúp đỡ. Dạ chồng tôi chân gói. Thành cảm ơn rất nhiều. Dạ chồng con gối quá giờ á, không biết làm sao, chỉ biết là nhờ bên anh em, bên anh Hải và cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, cô bác cô gặp con cũng giúp đỡ cho con được về đoàn tụ với gia đình. Con chẳng thành con biết ơn, con mang ơn, con đổi ơn nhiều lắm. Hy vọng rằng cái video này khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng lên thì con gái của anh hoặc là bạn bè con gái của anh sẽ xem được địa chỉ cho con gái của anh, để con gái của anh chị sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Hy vọng con gái xem được video này để con gái sớm quay trở về với ba mẹ. Nếu trường hợp tới giờ phút này mà con gái bị những đối tượng xấu khống chế ép buộc không cho con về,
thì con hãy thật bình tĩnh, con tìm đủ mọi cách để thứ nhất con liên hệ về với gia đình, về với ba mẹ, thứ hai là con liên hệ về với số của các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các chú cùng ngồi lại với ba mẹ để bàn bạc lên kế hoạch phương án để đưa con về một cách an toàn nhất. À, theo như anh chị thì anh chị nghĩ rằng là con nhà mình tới giờ phút này có thể là gặp những đối tượng xấu đúng không ạ? Đúng. Không riêng gì ba mẹ mà tất cả cô chú anh chị và bản thân em ngồi đây cũng đang suy nghĩ rằng là con nhà mình đã bị sập bẫy việc nhẹ lương cao. 99,9% là sập việc, sập bẫy việc nhẹ lương cao. Có thể tới giờ phút này con nhà anh là, nói chung thì em không nói những cái điều không may ra, bởi vì bây giờ là tinh thần của anh chị rất là sốc. Có thể em nói ra thì gây sốc hơn, nhưng mà hai vợ chồng anh chị cứ yên tâm, chuyện đâu còn có đấy nhá. Mình thật bình tĩnh, về mình phải ăn uống đều đặn để mình còn sức lực để mình đi tìm con. Hôm qua này cố gắng hai ngày hai vợ chồng ăn uống gì nhá. Nếu bây giờ mà anh chị mà không ăn nữa thì bây giờ nằm sập xuống đó thì ai lo đi tìm con này? Thêm đứa nhỏ ở nhà nó bị sốc. Phải sống. Cố gắng thương con, vì con để tìm con về thì phải cố gắng. Bình thường mà mình chưa có chuyện gì mình ăn được 10 thì bây giờ có chuyện mình ăn lấy 1 thôi. Phải nốt để có sức, có sức thì mới tìm con về được. Nghe lời em đi nhá. Em biết là nút không nổi rồi nhưng mà phải cố gắng nhá. Biết còn đó. Hy vọng những cô chú hoặc là đối tượng nào, anh chị nào mà đang giữ bé thật tình mà nhìn vào cái hoàn cảnh, nhìn vào cái video này thì hãy thả cho bé về đi. Bởi vì gia đình nhà bé cũng rất là hoàn cảnh, rất là nghèo khổ, thiếu thốn, cũng chẳng có tiền bạc gì đâu. Và bé thật sự bé rất là đáng thương, bé rất tội nghiệp. Trước là cha nó đã bị ung thư ác tính nữa. Bé rất là tội nghiệp. Làm ơn làm phước đi, thả bé về đi, đừng có lừa gạt bé, tội nghiệp lắm nha. Mình làm phước đi, con người Việt Nam với nhau mà mình phải yêu thương nhau đi. Chứ những cái hoàn cảnh như vậy, những hoàn cảnh ba mẹ như vậy thì thật sự rất đau lòng nha. Mình thả bé về đi nha, xem như mình làm phước đi, mình đừng gây một cái điều gì tội lỗi hoặc hậu quả gì với bé. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn thưa cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé quay trở về một cách an toàn nhất. Và nhân tiện cái video này thì em cũng xin gửi lời cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ, và đặc biệt rằng là các em thanh thiếu niên. Các bậc làm cha làm mẹ xem video này hãy truyền tải thông điệp cho tất cả con em mình. Thứ nhất, mình không lên mạng xã hội để mình tìm việc làm trên các trang việc tìm kiếm, đặc biệt là các chiêu trò hình thức việc nhẹ lương cao. Và cha mẹ hãy luôn luôn tuyên truyền cảnh giác tới tất cả các con em mình, đề phòng, tránh né, cẩn thận, tỉnh táo về các câu chuyện về các trang mạng xã hội mà tìm việc làm tháng mười mấy, 20 triệu. Không có đâu cô chú anh chị ạ. Mình phải hiểu rằng là cái năng lực của con mình tới đâu, và đặc biệt các con em phải hiểu rằng là các năng lực, trình độ của mình tới đâu để mình đi làm công việc. Bây giờ ở đâu ra mà làm tháng mười mấy 20 triệu? Không có đâu nha, mình phải thật tỉnh táo nha. Và tất cả các cô chú anh chị hãy truyền tải cái thông điệp này tới tất cả các con em mình để các con em mình không sập bẫy của các đối tượng xấu việc nhẹ lương cao. Rồi cái câu chuyện của gia đình nhà mình thì anh em đã ghi nhận, giúp gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí. Tất cả mọi người về đây đều giúp miễn phí hết nha, không có mất một đồng bạc nào hết nha, hoàn toàn miễn phí, giúp trên tinh thần là giúp đời giúp người. Anh em làm cái chương trình tìm kiếm người thân là với một cái tâm nguyện, đó là giúp mọi người gắn kết yêu thương, kết nối yêu thương thôi nhá. Và hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải thông tin hình ảnh của gia đình nhà mình cũng như câu chuyện hình ảnh của con nhà mình để nhờ anh em đăng lên mạng với mục đích chính là tìm con. Thì gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình về không? Chúng tôi đồng ý. Cầu mong là nhờ anh em trên đội của anh Hải để đăng tải cái cộng đồng mạng xã hội để coi cho cô bác trong nước và ngoài nước gặp được con mình. Nếu mà gặp trường hợp mà như gặp người xấu thì cũng cứu giùm, giúp đỡ cho cháu nó được về đoàn tụ với cha mẹ, với gia đình. Ôi chứ bây giờ gia đình cũng không biết làm sao. Qua cái sự việc của con nhà mình thì bản thân chị là mẹ, chị rút ra được cái điều gì không? Chị muốn gửi tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ khác không? Bây giờ thật sự chị cũng không biết nói làm sao nữa. Nếu mà còn lần sau như vậy nữa, mình có bàn bạc với chồng không? Chắc không có lần sau đâu. Không có hả? Thì mình nói ra với cô chú anh chị đi, là các bậc làm cha làm mẹ hãy tỉnh táo hơn, đừng thì như bây chị giờ thì chị cũng
cũng chia sẻ thật lòng với bản thân của mình là chị nói cũng mong sao cha mẹ ai cũng muốn cho con mình sung sướng, cũng muốn cho con cuộc sống đầy đủ hết. Nhưng vì nếu hoàn cảnh mà có khó khăn quá thì cũng khuyên con ông thắng từ từ mà nợ thì cũng hay mòn, con thì hay lớn, từ từ mà lại ăn xếp chứ đừng có suy nghĩ nông cạn. Con hãy bình tĩnh đi chứ đừng có suy nghĩ nông cạn như cái gia đình của em vậy. Con quá có hiếu, thành ra thấy mẹ vậy nó thương. Rồi cố gắng nha, anh về động viên chị, cố gắng động viên bà xã, cố gắng ăn uống vào nha. Hy vọng một ngày gần nhất con gái của anh sẽ quay trở về một cách an toàn nhất nhé. Dạ rồi thì em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước. Em luôn biết ơn tất cả những công ơn cũng như là sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ cho tất cả các anh em trong đội Sĩ Người Thanh Hải. Em xin phép xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.